À, cho hỏi bác tên là gì ạ? Tên là Nguyễn Thị Hằng ở đây. Bác phải làm gì ạ? Nếu mà... Từ từ ạ. Thì bón phân lân gì? Bảo là bón phân lân như nào thì bón hỏi bón phân lân như nào xong bón nhiều cách đó. Để bón phân lân phân lân thì người ta chỉ dùng để bón lót thôi. Vâng. Phân lân để bón lót này, còn phân đạm thì bón thúc này. Và sự ảnh hưởng khi bón quá nhiều phân lân cho cây thì nó sẽ xảy ra gì? Nó đất nó sẽ bị cây nó sẽ bị khô. Nên đất nó khô với cây nó chai lại nó không lớn được. Vâng ạ, cảm ơn bác ạ. Cảm ơn bác ạ.